bị đồn kết hôn với châu tấn và có thêm con trai trần khôn nói gì trước sự náo động của làng giải trí hoa ngữ do tin đồn trần khôn bí mật kết hôn với châu tấn và có thêm hai người con trai người trong cuộc đánh lên tiếng làng giải trí hoa ngữ đang xôn xao trước thông tin trần khôn bí mật kết hôn cùng châu tấn Ngoài ra còn có thông tin Trần Khôn có thêm hai con trai. Trước đó, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc nam tài tử xuất hiện bên hai bé trai được blogger tung ra. Trong clip, nam diễn viên thân thiết ôm và chụp ảnh cho hai cậu bé. Theo blogger đăng tải thông tin này, đây là các con của Trần Khôn. Trần Khôn vừa lên tiếng về tin đồ này. Tôi và Châu Tấn là bản thân, không hề kết hôn. Gia đình có đồng họ hàng và nhiều con cháu, nhưng tôi chỉ có một cậu con trai. Tôi sắp lên núi và sẽ mất tín hiệu, cảm ơn mọi người đã quan tâm, đừng tin những điều đó nhé. Trần Khôn Sinh năm 1976 là một trong những nam diễn viên thực lực của màn ảnh Hoa ngữ, anh từng học trung khóa 1996 tại Học viện Địa đạch Bắc Kinh với Triều Vy và Huỳnh Hiểu Minh. Nam diễn viên có mối quan hệ bạn bè tri kỷ với Châu Tấn. Họ bên nhau từ lúc chưa thành danh và đến khi cả hai đều trở thành minh tinh, họ vẫn luôn đối xử với nhau chân thành. Suốt 20 năm qua, cả hai đều có mặt trong những cột mốc trọng đại nhất của cuộc đời nhau. Khi Châu Tấn lấy chồng, Trần Khôn nhận làm chủ hôn. Khi Trần Khôn có con trai, Châu Tấn trở thành người mẹ nuôi duy nhất. Cả hai đều khẳng định mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở hai chữ bản thân, làm bạn là điều tốt nhất với họ. Trần Khôn từng nói họ đều là những người cô độc. Châu Tấn tiếp lời, chúng mình mỗi người chỉ có một nửa và nhận được sự đồng ý của Trần Khôn. Ở bên nhau như vậy là đủ. Trần Khôn có một người con trai là Trần Tôn Hữu. Ở tuổi 47, tài tử hạnh phúc bên con trai và thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Các bộ phim nổi bật của anh bao gồm Hỏa Bì, Kim Phấn, Thế Sa, Như Sương, Như Mưa, Lại Như Gió, Ma Thổi Đèn, Tẩm Lòng Quyết, Lòng Môn Phi Sắc, Hòa Mộc Lan.